Cô rất vui được chào đón các con quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các bạn nhỏ thân mến, cô trò chúng ta sẽ đến với video thứ 2 của bài học Trong giấc mơ buổi sáng. Ở tiết trước, các con đã được tìm hiểu về nội dung của bài tập đọc này. Chúng mình có một câu hỏi củng cố về kiến thức. Các con thấy bài thơ này có mấy khổ? Chúng mình dễ dàng phát hiện ra đúng không các con? 4 khổ thơ 1, 2, 3, 4 đã được đánh số, làm cho chúng mình xác định chính xác bài thơ có 4 khổ. Và từ 4 khổ thơ này, cô trích ra khổ thơ thứ 3. Các con cùng với cô đọc lại khổ thơ này nhé. Trong giấc mơ buổi sáng, em thấy một dòng sông chảy tràn dòng sữa trắng, đi qua ban mai hồng. Các con sẽ cùng điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong khổ thơ ở câu hỏi sau đây nhé. Sau khổ thơ thứ 3 là khổ thơ thứ 4, cũng là khổ thơ cuối cùng trong bài thơ này. Các con cùng đọc với cô nào. Trong giấc mơ buổi sáng, em nghe rõ bên tai lời của chú gà trống, dậy mau đi học bài. Khổ thơ này cũng xuất hiện trong câu hỏi sau đây, nhưng còn thiếu một vài chỗ trống. Con hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Cô khen chúng mình đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ hai khổ thơ thứ 3 và thứ 4 trong các câu hỏi mà chúng mình vừa hoàn thành. Các con cũng dành thời gian để học thuộc lòng. Ở bài thơ này, cô còn chú ý đến các tiếng ở quấy mỗi dòng thơ. Ở đây, các con nhìn nhé. Cô để ý đến khổ thơ thứ nhất và cô tìm ở quấy các dòng thơ những tiếng có cùng vần với nhau. Cô xác định được các tiếng có cùng vần với nhau đó là tiếng trời và tiếng nơi. Theo các con, hai tiếng này có cùng vần nào? Đúng rồi, chúng mình thấy rằng hai tiếng trời và tiếng nơi đều có chứa vần ơi. Tiếp tục nhiệm vụ này, các con hãy tìm ở quấy các dòng thơ trong khổ thơ thứ 3 những tiếng có cùng vần với nhau. Các con xác định rất chính xác. Chúng mình thấy ở quấy các dòng thơ trong khổ thơ thứ 3 những tiếng có cùng vần với nhau là tiếng sông và tiếng hồng. Hai tiếng này đều có chứa vần ông. Cuối cùng, đến với khổ thơ thứ 4, các con lại tìm xem ở quấy các dòng thơ trong khổ thơ này những tiếng nào có cùng vần với nhau. Đúng rồi, chúng ta có hai tiếng là tiếng tai và tiếng bài có cùng vần với nhau. Cả hai tiếng này đều chứa vần ai. Vậy là trong giấc mơ buổi sáng, bạn nhỏ gặp ông mặt trời. Bạn ấy đi qua thảo nguyên xanh để thấy rất nhiều loài hoa lạ. Bạn ấy cũng thấy một dòng sông và nghe được tiếng của chú gà trống gọi bạn ấy dậy học bài. Thế còn bạn nhỏ trong bức tranh sau đây, các con thấy rằng bạn nhỏ ấy thấy ai trong giấc mơ của mình? Hình ảnh này rất dễ xác định phải không nào? Bạn nhỏ ấy thấy một phi hành gia trong giấc mơ của mình. Ở đây là một phi hành gia tí hon. Hình như phi hành gia này là người bạn ấy rất quen thuộc, chính là bạn nhỏ của chúng ta đang tìm hiểu về vũ trụ rộng lớn. Quay trở lại với câu hỏi ở đầu bài học, chắc hẳn cũng có lúc con nằm mơ đúng không nào? Trong giấc mơ của mình, con đã thấy những gì? Con hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe nhé. Các con có thể chia sẻ về ước mơ của mình bằng cách gửi vào bình luận bên dưới bài giảng này. Cô hy vọng sẽ được nghe các con kể thật nhiều. Cô đợi các con. Vậy là video bài giảng Trong giấc mơ buổi sáng dừng lại tại đây.
Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại chúng mình trong các bài giảng tiếp theo nhé.